Nào giờ mới thấy cảnh một người đàn ông như anh Hữu làm cái chuyện này cho vợ mình là Ngọc Nga này cả nhà. Đó, bây giờ ổng bước từng bước, ổng đi xuống dưới đất rồi ổng ngồi. Thì cả nhà hãy đoán thử coi ông Hữu ông làm gì cho vợ ông nha. Dân thì để hiểu được cái video Thanh Liêm muốn chia sẻ. Hữu đầu trọc làm cái gì cho vợ Ngọc Nga của mình? Mời cả nhà cùng theo dõi video Thanh Liêm chia sẻ sẽ rõ nha. Sức dầu cho vợ coi, mặc áo tay dài tôi vô nghe. Mặc tại đó anh. Trời đang lập đông đó nghe ơi. Dạ. Ơi. Đó, mưa luôn rồi kìa. Có nhiều chị khán giả muốn nói chuyện cùng với anh Hữu và Ngọc Nga quá tràn luôn vậy, để tôi khuyên Ngọc Nga cũng như là gán giữ ấm á. Dạ. Không biết Ngọc Nga có chịu nói chuyện không biết nữa. Dạ, cái này mát mát còn anh nói chuyện được anh ơi. Nắng nó không nói chuyện, ngày mát có nói chuyện. Vậy hả? Nắng quá quá quạo ha, nào có canh con nó rồi có mệt á, chứ không phải quạo. Cái này có khỏe nói chuyện được, nắng có vợ nó nói chuyện được, không mát quá nói chuyện à. Ừ, ta trả lời sao anh? Sao ta trả lời nhắn hai chồng em ha. Ừ, cũng như tao muốn hỏi thăm. Ngồi đi anh, ngồi đi. Ừ, được rồi được rồi được rồi, rồi lo chăm sóc cho vợ đi. Trời ơi, chăm sóc cho cục vàng yếu đi. Hủ giờ so bóp cho vợ rồi. Ngày nào cũng vậy hả Hủ? Dạ ngày nào cũng vậy trơn á. Ừ. Cho em vợ nó cứng cáp. Ừ. Em có cái này em nói nè, nhiều khán giả ta bình luận người ta nói á là em bé nó còn trong tháng, anh Hủ đừng có nói khen con nhiều quá. Dạ. Nó không nên. Dạ. Ừ. Với cái thứ hai nữa là khuyên Nga giữ ấm. Nó người ta thương Nga là ta thương ông nè, ta thấy ông chăm sóc vợ ông vậy đó ta thương dữ lắm. Dạ. Ừ. Dạ. Đó chàng ha. Bóp từng ngón tay luôn chàng. Ừ, giữ vàng cục vàng của anh ơi, hung cái cả. Thơm không? Thơm không? À. Thơm không chàng ơi. Thơm lừng lưng á. Vợ đầu cái coi nha. Vợ đầu cái coi. Giờ đâu cái trời ơi đã không chứ không dám dò nghe không dám dò sao chồng em đâu chỉ hay chồng em đâu, chồng em đâu nghe chồng, chồng em đâu em chồng em chỉ đâu. Kìa ta chỉ rồi kìa ông ơi đâu. Nè mới chỉ ngón tay đó. Dạ. Ừ ông lo ông nhìn tay phải không ta lấy tay trái ta chỉ không nhìn ông thấy mưa rồi cả nhà ơi. Ừ. Ngồi đi anh. Được rồi, lo cho vợ con đi. Hạnh phúc quá mà, hạnh phúc bao nhiêu đó đủ rồi hả Nga, không cần gì nhiều ha, giữ dần vừa. Cơm chưa Hữu? Dạ ăn cơm rồi anh. Vậy ha, anh tính chút anh chạy thẳng mua có một ký cho một Nga ăn nè. Vậy đó hả? Dạ để hồi anh đặng mua em một ký không mua một ký em ăn nha. Ừ. Ở ngoài em mua có cái tụng cho Ngọc Nga ăn nha. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. Chúng ta có cái tụng tụng cho ba nha. Ừ. Đang bớt giò nữa rồi em chạy đó em mua. Ừ. Dạ. Tụng như vợ anh có bớt sữa cho em bú á anh. Quá dữ. Ngọc Nga mới ăn rồi đó. Ừ. Mua có hủ tiếu để hờ vậy đó cho Ngọc Nga. Ừ. Có hai chồng mà anh ơi, bà mẹ mới cứu nhân viên lát cái gì chạy còn hai đứa em anh. Ừ. Còn em cái này. Ừ. Nè bà xuống bà ở lầu không Hữu? Lầu thì có xuống nữa ha, bà hâm rồi xong nghe rồi về. Nói chưa cũng thương chị Xuyến á, cũng lo cho Ngọc Nga dữ lắm. Dạ. Hôm nay á, và khi chia sẻ những video rất là nhiều người bình luận. Dạ. Khiếm nhã, nhưng mà từ khi có cháu ngoại tới giờ thấy chị Xuyến lo cho cháu, lo cho Ngọc Nga gì đó. Dạ. Người ta mới hiểu được cái tấm lòng. Dạ. Bởi vì giờ thôi ai muốn nói gì nói, tôi cũng không thèm bình luận, tôi cũng không thèm. Bữa hổm nhiều khi tôi nóng tôi cũng bực lên, tôi cũng hay nói lại lắm. Đấy. Nhưng giờ người ta không hiểu rồi thôi, mình có nói mà công rồi. Vô tình mình tạo cái nghiệp. Đúng cũng tội nghiệp người ta, tội nghiệp chị Xuyến nữa, thôi ai muốn nói gì nói. Yeah. Để cho chị Xuyến làm cho ta thấy đi, chạy lên mới lăn xăng lít xích đồ, mới lo cho nghe cho cháu rồi.
Trời ơi, người ta nói hiếm lắm mới được cái gì chứ không phải giỡn đâu. Em hả? Ông cũng giỏi nè. Em giỏi lắm á, giỏi ông, lắm giỏi. Ông cũng giỏi, người ta cũng nói, người ta khen ông dữ lắm, tôi nói ông Hữu cũng giỏi. Em trong nhà nước tôi làm tiếp vợ em anh ơi, chứ hai vợ chồng mà không làm sao được. Bây giờ sau khi bé ra đời người ta mới thấy được tất cả, được cũng như là thấy chị Xuyến nè, thấy được anh nè. Đó, người ta mới trân trọng mình. Chứ nhiều khi lúc mà nghe còn bầu bì không ai biết được cái nỗi của mình hết trơn á. Đó rồi, quý vị cũng thấy giờ anh Hữu cũng tính là thời gian tới là chừng 3-4 tháng Ngọc Nga cứng lại, anh phải đi bán giấy số nữa nè. Bán giấy số lại bán cái trả nữa anh ơi. Bán cái trả luôn nè. Bán cái trả lại anh ơi. Vậy luôn hả? Dạ, 4-5 tháng Ngọc Nga bán tiếp em được rồi. Chàng ơi, chàng em bé rồi sao? Năm con ở đó nó giống được. Chàng ơi. Được. Nó ngồi đó rồi em bán lại bán quầy nước đó. Tiếp em được. Nó cứng rồi, 4-5 tháng Ngọc Nga cứng rồi. Cứng mặt, em mặt, ha. Mặt bằng trả chưa? Hả? Mặt bằng trả chưa? Anh muốn bán ngày nào bán ha. Vậy hả? Em trả lâu rồi mà em gửi hai chồng gửi bàn tủ còn nguyên đó. Vậy đó ha. Dạ anh muốn bán anh được alo là ra bán liền đó. Vậy đó ha. Dạ, ông ưu tiên cho mình mà. Tháng 700. Tại bài này bá nghỉ đâu mà xanh đỡ nở nè. Tôi thấy cái hình đó không êm á Hậu. Chẳng thà chiều ông lấy giấy số ông đi bán rồi qua ngày hôm sau ông bán số tiếp. Thì đó em cũng nhận. Thì em cũng vẫn bán chiều hôm qua chiều găng vậy đó mà sáng vẫn bán bình thường, cái số để trong tủ. Sáng em cũng đi bán rồi chiều lại cái chắc này là em sổ cái trả lại bán găng vậy đó. Vậy đó ha. Dạ chắc sáng phải chạy đi nữa anh. Vậy là giờ hết lên Long Xuyên bán bằng đêm phải không? Dạ bán cái chiều đó. Chiều sáu đi được. Quên ha. Chuyện ơi, Long Xuyên ở đây gần Tết mà coi như người ta ị đụng chảnh luôn rồi. Bởi vậy ngặt giờ chiều mất bán cái trả rồi sáng mới đi bán được. Sáng ở Long Xuyên thì bán nói chung là khó. Khó ha. Chợ mà nhiều người bán nhau đông lắm, có buổi chiều đồ gì đó mình miễn cử mình bán. Bữa đó em hết cái đầu cái có màu xanh này. Để cái đầu màu không xanh ha. Giờ sao giờ muốn đi vỗ một cái nữa không? Chắc chưa mà, còn mà. Dạ nha. Chưa anh ơi. Ngày cho ông lên Long Xuyên vỗ một cái nữa được nha. Chừng nào ấy đi. Anh dắt cho ông lên Long Xuyên cho ông bị vỗ một cái rồi. Đó, cái đầu ông Hữu ông còn tròn. Bây giờ bắt cái so so ở đầu hoài à. Bóng lưỡng rồi cha. Bóng lưỡng ha. Ừ. Thiệt chứ bộ thường thường người ta cạo hoài mới bóng, còn ông mới cạo sao thấy cái đầu bóng lưỡng à. Dạ. Là để cái đầu này như nhìn giống cù lũ nữa nha, chứ không phải giỡn đâu. Anh à, anh thấy này gì chưa? Thấy đây. gì? Dữ dằn trời, cái đầu gai xịn sò dưới chàng. Nè, chán đồ nước ngoài chán. Cộng dây này nè, cộng dây là ghim nhiệt độ nè anh. Ừ. Nhiệt độ đâu ạ? Đâu im vậy? Nóng lạnh anh chứ không. Đo được luôn ha. Đo luôn, coi nhiệt độ được luôn ha. Dạ được luôn. Đây nè. À dữ chán. Dựng lên nè, hay là dựng lên ha nè. Ừ, có chỗ chèm bé luôn ha. Nè, chèm bé nằm nè. Dữ dằn trời. Chèm bé. Dữ dằn. Đó. Đẹp chứ vậy? Đẹp đi đó. Dạ. Đấy. Đây là muỗng cao su anh, đây là muỗng cao su nè. Này này chất lượng nghe này. Cao su non. Cao su non chứ phải là bằng nữa. Cao su non nó không có độc. Bộ. Nó không có độc. Không có độc. Xịn đó anh. Rồi nước ngoài đây đâu có. Hiền ơi. Nè anh coi cái sách nè. Ừ. Đẹp ghê nè, có chân nè. Này hồi nào tới giờ không thấy ông Hữu. Không thấy hả? Ừ. Của mấy gì ở ngoài nước ngoài gửi cho bà cốc ngoại, ốc ngoại bà gửi cho cháu bà nằm đó. Có nè, xịn sò anh coi nè. Quá dữ luôn. Xịn sò không nè. Ở đây đâu có bán này. Đúng rồi. Có đồ đo nhiệt độ luôn nè cả nhà. Đó, coi như là đo độ ấm nóng luôn nè. Cái này nổi lên liền. Anh đây nước là nổi hình này đó. Vậy đó. Có. Quá dữ trời. Dữ quá dữ rồi. Mới tắm vừa xong. Để cháu nằm đây nè. Nhà mèo mèo nè, thấy không? Giờ hai giỏ đạp đây. Ừ. Cái này mua đâu không tốn mà cũng 200.000 mua không được đâu. 200.000 làm gì mua được? Có gì nè, anh coi cái đấy nè. Trời. Ông bình thường ông mua cái thao tắm này không là còn 200 hay trăm mấy 200 người, trong khi cái này là cái hàng xịn nữa. Mẹ ơi, mới thấy luôn á. Gì hả? Mẹ ơi, thao tắm mà có đồ đo nhiệt độ luôn nữa chàng. Xịn ha. Trời ơi. Dữ dằn thiệt chứ. Trời ơi. Hủ giờ mà không phải mà bỡ đâu mà giỡn chị. Tối rồi thả này xuống được không? Dạ được anh. Để mát mát chút đi. Ờ vậy thôi để mát mát chút đi. Sớm mà. Ngày nhớ tối ngủ là xả tay ống quần ra hết nghe. Dạ. Đừng có săn vậy, nghe lời đi. Dạ. Nghe lời em, đi tụi anh khuyên nha. Phải đắng ngủ thiếu trụng cho anh nha. Ừ.
anh khuyên thiệt chứ không phải mà vì một chút gì xuống đây quay mà nói cái này nói kia nói nọ lấy lòng, cái nó là phải giữ cho bản thân của em. Dạ. Còn nhỏ nó vậy đó, sau này lớn. Còn cái chuyện mà đi mà nghe ít giống như ta nói là địch đó. Hồi sớm có một cô khán giả điện lại nói nữa đó. Nói mẹ Ngọc Nga nói đúng đó. Phải nằm than đồ để thôi mai mốt là ra tháng đi mà nghe ít gì đó. Là nó bị luôn đó. Ngồi cũng phải sửa tư thế luôn. Cái cô nói sớm nói chuyện nhiều lắm, cô nói để xuống dưới đây đi rồi điện cho cổ, rồi cổ điện lại nói chuyện với Hữu Ngọc Nga chút. Cưng vợ cũng kìa trời, cũng ngồi soi soi bốp lắm. Bốp có vợ mình mới có con mình ra, đúng rồi, có bà vợ mới có vợ mình ra, đúng rồi. Dạ. Vậy cũng thương bà vợ luôn ha, không thương sao có nhỏ này. Đúng rồi, ăn trái với kẻ trồng cây. Ừ, chứ không phải ăn xong rồi đốn luôn mẹ tới gốc. Phải nhớ nguồn. Ừ, rồi gì nữa thì đó. Thì con trai như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho chồng chữ hiếu mới là đạo con. Giỏi, 10 điểm. Dạ. Vút tóc chồng cái coi ngang. Giỏi kìa, mày cho. Em tối ngày lưu cô với hai chồng em tối ngày gì đó. Em không đi đâu thôi, đi nựng niệu con với nựng niệu vợ gì đó chứ không đi đâu. Đâu nựng niệu sao, đâu nựng cái coi. Tối ngày thương quá rồi, nói chuyện nó giả gì nè, cho thư giãn gì cho nó vui ha. Ừ, đứng dần chơi cơm nước chăm, cơm nước cho đỡ quần áo cho bà. Con cái tiếp bả gì không cái gì giờ. Chừng nào kiếm cát là vợ chồng làm ăn. Cái mắt nhỏ đeo và hai chồng bằng đâu có được. Thì có 4-5 tháng nữa nghe nó cứ mằng tiếp em rồi, đâu có không đâu, mằng tiếp em có tiền, có tiền con uống sữa mà. Chứ kiếm tiền cho trải cuộc sống nè. Thân hai chồng có nhà trọ không, đâu có tiền rồi phải mặn kiếm tiền đang đóng đang, lúc nào thành viên có thành viên nữa nè, uống sữa uống ngơ nữa anh. Hai chồng gắn bư vào. Nó cũng mặn em cũng mặn chứ đâu có không đâu, tại vì hồi lúc cài 89 thôi, bây giờ phải cài tới 10 luôn ha, cài tới 100 luôn á. Cài tới 100 luôn, lúc nào tả sùm lum chứ kìa, cài quất câu luôn rồi. Có vậy ngày mai mua bịch tả rồi, tả đó hôm rồi hết rồi đó, mai mua bịch tả đó ít rẻ không nhiêu. Trăm mấy à, từ hôm sanh tới giờ chi phí hết nhiều rồi không, ông có tổng được không? Em không nhớ đâu nay, cứ ta đưa phiếu xuống là đi đóng tiền, đưa phiếu xuống là đi đóng tiền thôi phải không? Dạ, cũng ít hà anh ơi. Tại Ngọc Nga có bảo hiểm nè. Dạ, em đóng mà về em đi được 250 nè anh. Dạ. Yêu cầu Ngọc Nga chọn vậy, mẹ chồng không vui mà được anh ơi, em mừng rồi. Bi nhiều bi ha. Bi nhiều bi. Ừ, còn lại ghi ha. Cầu đó của mẹ vợ ông đó, tôi phái cầu đó. Dạ. Bi nhiều bi, còn nhiều ghi sổ. Dạ. Mua sẵn hai gói đi dành đi nha. Đi gói làm gì nha. Mua sẵn hai gói nha. Buôn gói thôi. Mai có mì gói rồi. Dạ, mới có mì gói nha. Ừ. Buôn gói rồi. Thì già Nga nó bụng hả vậy? Hủ đi mua liền. Dạ, không có. Nói chuyện đi, mấy ăn cơm. Thấy em chút em. Nga mấy ăn cơm. Tại mua thủ nữa đi, một ngày đói anh. Dạ. Em đó cũng về nói lên khán giả giờ gì tới nữa con Ngọc Nga tới đây tháng nè, Hữu mời khán giả nha. Trong nước ngoài nước gần xa rồi đó. Có lời chơi với Hữu Ngọc Nga bữa cho vui. Dạ. Mấy người ở nước ngoài gần sao? Sao đi giờ? Dạ thì em nói gì đó để mình không nói khán giả rồi nè, mà nghe tới con mà không mời nè nọ ha. Chết cái này nọ. Có khán giả nào ở Phú Quốc rồi sao? Dạ thì em mời, có lời mời gì đó anh. Dạ. Kỳ này là anh Hữu có làm la xô luôn nghe cả nhà. Dạ. Ủa nghe nói bữa hổm mua vàng cho con, mua chưa? Rồi anh. Tràng ơi. Giữ chưa thấy hả? Anh chưa thấy hả? Chưa thấy rồi. Thôi cắt đi. Dạ. Của em bé cắt đi. Của em bé. Em nói nè, đừng có khen con hoài nghe. Dạ. Người ta nói khen hoài đây ra tháng rồi mai mốt thấy cảnh với nó đó. Dạ. Thì đó, ừ. Cứ để bình thường cháu nó vậy đi. Dạ. Rất là nhiều cô chú khán giả bình luận xuống quá tràn luôn. Yeah. Nó tức quá trời tức, nó thấy Nga với ông Hữu mà giờ không biết làm sao mà để mà nói chuyện.
hai chồng tháng này đâu ở nhà trọ đâu ở được có nữa, còn như ở bệnh viện nữa. Ừ. Mà công nhận ở bệnh viện giờ mập ù không nổi. Dạ. Không phát tướng luôn á. À, thức đêm không mà mập ha. Trời, tôi cũng không hiểu luôn á. Ông thường thường thức đêm nuôi con ốm mà sao ông lại ú bì lên biết không? À, tôi nuôi con thức đêm, thức con, thức canh mà tôi mập. Tại em nhà ăn được anh ơi. Được ha. Được. Dễ ăn ha. Dạ. Đồ chay chỉnh làm im ha. Dạ, đồ chay chỉnh ngon, em xin cơm rồi đó. Ngon. Em ăn ngon lắm. Mấy tôi thức canh vợ canh con nè. Ừ. Ngọc Nga chỉnh từ đi tới giờ về.